Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc bề trên, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn đắc thắng, tiền bạc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mùng 1 khấn trời, mùng 10 thần tài đến, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, xóa tan vận hạn, vận đỏ ồ ạt kéo về, may mắn tha hồ tiền trong tháng 6 âm lịch. Thưa quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thân mến, Nhâm Tuất giờ không còn một mình để thỏa sức tăng bổng nữa, mà trên vai có gánh, trên lưng có nặng, trong tâm có trách nhiệm, càng tụ thành mà chu toàn nhiều khi, nên ngần ngại không dám mạo hiểm, cũng là lẽ thường tình của nhân sinh, chỉ mong Nhâm Tuất hiểu. Nếu Nhâm Tuất không có cơ sở mà đi mạo hiểm, đấy mới là ngu dại. Nếu Nhâm Tuất có cơ sở, có niềm tin mà dám cược bản thân để nỗ lực cho điều Nhâm Tuất tin tưởng, thì đó là sự quyết đoán. Đừng chọn những thứ Nhâm Tuất không hiểu hay những điều chỉ dựa vào may mắn. Hãy cứ tin vào chính mình, làm việc thật chăm chỉ, học hỏi thật chuyên tâm, cần cù kỷ luật thật chuyên chú. Chỉ cần vậy Nhâm Tuất sẽ làm được điều mình muốn mà thôi. Thưa quý mệnh chủ Nhâm Tuất, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc, tài lộc, giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch này để giúp anh chị cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý vị anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng ngẫm lại đôi điều về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất. Người sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất, mang mệnh thủy, đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn. Theo triết tự, đại hải thủy, nước của biển lớn là một nguồn nước mênh mông, vô tận và đầy mạnh mẽ. Nó có tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế, văn hóa của con người. Người mệnh này có tính cách dữ dội. Nếu là người tốt thì sẽ là người bao dung rộng lớn, nếu là kẻ xấu thì dễ là kẻ tiểu nhân, lấy oán trả ơn. Cổ học Tinh Hoa Phong Thủy ghi chép rằng, mệnh đại hải thủy, ví như nước biển lớn, rộng lớn bao la, sức mạnh vô cùng, nên người mệnh đại hải thủy, khí chất cũng không bình thường, hoặc là quân tử hoặc là tiểu nhân. Nếu là người có mộng lớn, tùy vào tâm thiện ác, không là anh hùng cái thế cũng là gian hùng thời đại. Nước biển lớn cũng trải rộng muôn phương, hấp thu ánh sáng của nhật nguyệt, trăm sông nghìn suối, bước cuối cùng cũng đổ về biển khơi. Người mệnh đại hải thủy, hoặc là bao dung nhân ái, hoặc là tham lam không bao giờ biết đủ. Người mệnh đại hải thủy là những người có tầm nhìn, biết tiến biết lui, ứng phó linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, nếu làm chính trị cũng dễ thành công hơn người. Các yếu tố bệnh tật và những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thường đe dọa cuộc đời tuổi Nhâm Tuất, vì thế ít khi được vui vẻ, phải từ 45 tuổi trở đi thì những mục tiêu và dự định trong cuộc đời muốn được hoàn thành và thành công, bạn chỉ có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc từ sau độ tuổi kể trên. Người Nhâm Tuất cầm tinh con chó, tuổi Nhâm Tuất tượng trưng của sự trung thành, thông qua sự rèn luyện, tu trí để phát triển tốt nhất, người Nhâm Tuất cần khắc phục được những yếu điểm của mình. Người Nhâm Tuất tốt bụng, hiền lành, thẳng thắn, bản thân hay lo nghĩ nhiều hơn cho người khác, họ còn ham học hỏi, rất chăm chỉ, có chí tiến thủ cao. Trong giao tiếp, người Nhâm Tuất chính trực và thẳng thắn và không thích sự vòng vo và công bằng khi đứng ra làm người phán xử. Họ hay bị phản ứng mạnh trước sự bất công nào đó trong cuộc sống bởi chính sự thẳng thắn mà họ có được, cộng thêm tính cách đa nghi, dễ nhận định sai bởi chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến.
người tuổi Nhâm Tuất luôn nhiệt huyết trong công việc của mình, cống hiến hết mình, không màng đến lợi ích cá nhân và luôn hy sinh vì tập thể. Người Nhâm Tuất rất kỷ luật và biết quan tâm đến nhân viên của mình nếu trên cương vị là một người quản lý. Nhâm Tuất khó tiến thủ do đức tính quá trung thành của mình trong công việc. Tuổi Nhâm Tuất hay có xu hướng ổn định ở một công ty và không muốn rời chỗ làm. Những người sinh năm 1982, về mặt tinh thần, họ sống rất tình cảm. Gia đình mình họ luôn quan tâm chăm sóc ân cần, chu đáo, các giá trị truyền thống và có khả năng kết nối luôn được họ coi trọng. Tình cảm mọi người trong gia đình luôn được duy trì một cách tốt nhất. Gia đạo của bạn không được mấy tốt đẹp do hoàn cảnh gia đình, muốn mọi việc được êm xuôi thì cần phải sáng suốt và khéo léo xử lý. Công danh chỉ tạo được ở mức độ trung bình trong suốt cuộc đời họ, khó khăn lắm mới có thể gây dựng được sự nghiệp, có thêm nhiều cơ hội để tạo dựng sự nghiệp vững chắc. Đến giai đoạn trung vận, vào tuổi 47 hay 48 trở đi, bạn không dư giả nhiều về vấn đề tiền tài, nhưng vẫn không bị lâm vào tình cảnh thiếu thốn, cuộc sống vẫn có thể đảm bảo được. Tuổi Nhâm Tuất có tình duyên khá là hay đẹp, tuy nhiên còn phải phụ thuộc vào tháng sinh của riêng từng bản mệnh mà biết được mức độ hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân thế nào. Trong cuộc đời, tuổi Nhâm Tuất sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc nếu sinh vào các tháng 8 và tháng 12 âm lịch. Tuổi Nhâm Tuất sẽ không phải gặp nhiều người thay đổi so với những tháng kể trên, tuy nhiên cũng sẽ phải chịu 2 lần thay đổi trong cuộc đời về tình duyên và hạnh phúc nếu sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch. Nhất định tuổi Nhâm Tuất sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, không có bất cứ gì thay đổi trong vấn đề tình duyên và hạnh phúc nếu sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Tình duyên nữ Nhâm Tuất sẽ gặp nhiều bấp bênh, cuộc đời sẽ phải chịu 3 lần thay đổi trong hôn nhân hạnh phúc nếu sinh vào những tháng 4, 9 và 12 âm lịch. Tuy, tình duyên của nữ Nhâm Tuất có khá hơn đôi chút nếu sinh vào những tháng 2 năm, 8 và 10 âm lịch, nhưng cuộc đời vẫn có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Nữ mạng tuổi Nhâm Tuất sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không có sự thay đổi nào trong suốt cuộc đời nếu sinh vào những tháng 1, 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Và sau đây là tổng quan vận trình trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Xem tử vi năm 2024, tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Nhâm Tuất và bạn cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh cung dưỡng, khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ nhiệt tình của bản mệnh. Nhìn chung, bạn tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi. Tháng này cũng thuận lợi cho những ai đang có mong muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới cho mình. Nếu nơi cũ không công nhận, đánh giá cao năng lực và đóng góp của bạn, thì lúc này là thời điểm thích hợp để thay đổi rồi ở đây nhé. Con giáp này có thể tự quản lý bản thân rất tốt, nhưng họ lại lúng túng khi chịu sự quản lý của người khác. Bản mệnh nên hiểu rằng, bản thân mình không hiểu biết tất cả, do đó nên học cách lắng nghe từ người khác nhiều hơn. Tháng này có thể thấy thử thách đối với tuổi Nhâm Tuất là họ phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống, thế nhưng họ vẫn tự tin đón nhận mọi thứ diễn ra với mình, nên có thể nói, không có điều gì có thể làm khó được họ cả. Bạch hổ hung tinh, gây bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Nhâm Tuất, cũng là lời nhắc nhở để bạn bớt chủ quan, thờ ơ với việc chăm sóc bản thân bấy lâu nay. Có điều xảy ra khiến bạn nhận ra sức khỏe mới thực sự là món quà quý giá mà bạn đang sở hữu. Ngũ hành tương sinh, hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bản mệnh, giúp bạn nhận ra và trân quý tình cảm của người ấy dành cho mình. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, vận trình sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, gặp được cục diện ngũ hành, Mão Tuất nhị hợp trợ mệnh, giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của con giáp này có nhiều khởi sắc đáng mừng. Tuy cũng có lúc gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, vẫn ở vị trí vốn có của nó, có nỗ lực thì có thành quả thu về. Xem tử vi tháng mới cho thấy, vận khí trong tháng có thuận, có nghịch, cát hung song hành. Nhưng nhờ có cát tinh là chính quan chiếu mệnh, nên chỉ cần bản mệnh hành sự thận trọng, suy tính kỹ càng và đưa ra kế hoạch cụ thể, có ý chí quyết tâm, đảm bảo vẫn gặt hái thành quả xứng đáng, thậm chí còn vượt mong đợi. Trong tháng,
công việc tiến triển thuận lợi, dù cường độ công việc không hề ít, áp lực tinh thần cũng khá lớn. Bạn nên nhớ là làm gì cũng nên lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo lại gây ra sai sót, kéo theo tiến độ chậm, dẫn đến không đạt được mục tiêu đề ra. Tháng này, bạn nên dành thời gian sắp xếp lại công việc, lập kế hoạch cụ thể, với mục tiêu rõ ràng, để không bỏ lỡ thời cơ vươn tới thành công. Ngoài ra, tham vọng cũng là cách tốt để thúc đẩy động lực phấn đấu. Con giáp này cũng đừng quá đặt nặng vấn đề thành tích, kẻo tự gây áp lực cho chính mình. Bạn chỉ cần tập trung làm những việc mình vốn đang theo đuổi, làm đến đâu cho ra đời kết quả rõ ràng đến đấy. Đừng ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc, hay là tham lam những điều xa vời, sẽ không tốt cho bạn trong thời điểm này. Trong tháng 6 âm lịch này, người tuổi Nhâm Tuất cũng gặp phải nguyệt lệnh lâm suy ở Tuất, báo hiệu vận trình trước thuận, sau nghịch, vận trình sẽ giảm sút về cuối tháng. Với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt để tiến hành từ ngay đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Trong tháng do không có nguyệt lệnh ủng hộ, như vậy bạn nên cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng việc. Trong tháng có nhiều cát khí, nhưng điều quan trọng là bạn phải tự thân vận động, càng nỗ lực chăm chỉ, bạn càng xông xáo, càng dễ đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Người nào ôm tâm lý trông chờ vào vận may, hay đợi ai đó tới giúp, thì sẽ chỉ ôm lấy thất vọng. Ngoài ra nội bộ nơi làm việc cũng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, tuy không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an, hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Xem phi tinh tháng. Trong tháng có lục hợp cát tinh chủ về chức vụ, tài lộc, hỷ sự, xuất hiện ở hướng chính nam, nơi này vượng vận tài khí, nếu được kích hoạt phong thủy hợp lý, sẽ thúc đẩy công việc hanh thông, tài lộc dồi dào, đón nhiều niềm vui. Người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, có thể cân nhắc việc đặt một vài đồng tiền xu, hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân, để chiêu dụ cát khí và tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức và thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Về mặt tài vận, bước sang tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, về phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Ở độ tuổi ngoài 50, người tuổi Nhâm Tuất cũng đã tạo cho mình một vị trí đứng nhất định trong xã hội, thất bại có, đau khổ có, và cũng đúc kết cho mình được nhiều kinh nghiệm, biết nhìn xa trông rộng, hành sự chắc chắn, nên mọi việc mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về được nhiều lợi nhuận. Nhưng trong tháng 6 âm lịch này, đối với những người làm công ăn lương, công chức, viên chức hay cơ quan hành chính, bản mệnh nên tập trung vào công việc chính của mình sẽ tốt hơn. Điều này sẽ tốt cho con đường công danh, sự nghiệp của mình về sau. Bạn đầu tư thời gian và tâm huyết của mình cho công việc, hoàn thành công việc của mình xuất sắc, thì chắc chắn cuối tháng ngoài tiền lương, thì có khả năng bạn sẽ được nhận thêm tiền thưởng, phần quả xứng đáng từ cấp trên nữa. Người làm kinh doanh, buôn bán, cũng có một tháng buôn bán suôn sẻ. Bạn lập ra kế hoạch định hướng, mục tiêu rõ ràng. Khả năng tính toán của bạn nếu được tận dụng tối đa, sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Con giáp này sẽ có một tháng tài lộc hưng vượng, có quý nhân giúp đỡ, nên không cần phải lo lắng nhiều. Sự chăm sóc của thần tài, lại thêm ngũ hành Mão Tuất nhị hợp trợ mệnh, mang đến cho người tuổi Nhâm Tuất có được những cách kiếm tiền rất tốt, thu chi cân đối, giúp cho bạn tích lũy được về tiền bạc, của cải, khá ưng ý. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó tặng quà, hoặc được thưởng hoa hồng, lợi tức, cũng có thể là trúng số, trúng thưởng. Các khoản tích lũy làm cho túi tiền của bạn không ngừng đầy lên. Khi có tiền trong tay, bạn cũng nên biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý nhé, tránh làm tài khí bị tiêu tán. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên thận trọng, dù trong tháng có nhiều cát khí, cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Đừng làm theo phong trào, hay làm chỉ để cạnh tranh với người khác, dù có thể thành công đấy, nhưng không bền vững, tài khí nhanh tụ, cũng nhanh tán. Xem phi tinh tháng. Trong tháng có, bát bạch chủ tài lộc bay vào hướng Tây Nam, đây là phương vị cát lợi cho tiền tài và địa vị danh vọng. Nếu có thể bài trí phong thủy hợp lý, khéo sử dụng các vật phẩm phong thủy mang hành kim, sẽ thúc vượng hỷ khí, cát khí hội tụ, giúp cho công danh, sự nghiệp, tài lộc như ý, sẽ làm cho bạn hài lòng. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024,
về phương diện tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, về cơ bản là bình ổn. Tuy vậy, nhưng không có nghĩa là được êm xuôi hoàn toàn. Với những người đã có đôi, có cặp, có thể gặp chút vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống, khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản, đôi khi có phần thiếu kiên định trong chuyện tình cảm, biểu hiện rõ ràng nhất là thái độ hời hợt, lạnh nhạt của bạn lúc này. Bạn rất cần sự động viên an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần. May mắn là bản mệnh gặp được người có thể thấu hiểu mình, mối quan hệ hai bạn vẫn khăng khít, đối phương cũng luôn xuất hiện đúng lúc để trở thành hậu phương vững vàng cho bạn. Đối với người độc thân, sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị nhờ lục hợp quý nhân che chở, nhân duyên thêm vượng, bạn có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý. Chỉ cần bạn mạnh dạn thể hiện và nói lời yêu thương, hạnh phúc sẽ tới. Tháng 6 âm lịch này có nhất bạch đào hoa tinh bay vào hướng đông nam. Tại phương vị này, bạn có thể bài trí hoa tươi, giữ không gian thoáng đãng, gọn gàng để kích hoạt đào hoa thêm vượng, tốt cho chuyện tình cảm và để giữ lửa cho tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn được hạnh phúc êm đẹp nhé. Về mặt sức khỏe, trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 cho thấy, về phương diện sức khỏe của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, cần phải quan tâm nhiều hơn. Trong tháng có Mão Mộc khắc Tuất Thổ, nên sức khỏe có phần suy giảm, bản mệnh dễ bị bệnh cũ tái phát, bạn cần phải cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Tuy không có bệnh tình nghiêm trọng, nhưng bạn đừng tạo ra nhiều áp lực cho bản thân, khi về đến nhà thì đừng mang theo áp lực công việc, kẻo sức khỏe càng giảm sút. Ngoài ra trong tháng cũng có điểm báo gặp họa huyết quang, bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận để phòng thương tật hoặc tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bản thân gây ra. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuần này có thể là một tuần hung cát đan xen đối với người tuổi Nhâm Tuất. Đầu tuần dưới sự phù trợ của thiên ấn và chính quan, bạn có thể thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, từ giữa tuần trở đi thì bạn dễ bị cấp trên hoặc đồng nghiệp gây khó dễ, khiến các kế hoạch tiến triển khó khăn. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, tình hình tài chính của bản mệnh có chút ít khởi sắc vào cuối tuần. Song để kiếm được khoản tiền đó, thì bạn sẽ phải đổ mồ hôi rồi nước mắt. Nếu bạn cảm thấy chán nản, bỏ dở giữa chừng, thì công sức dễ đổ sông đổ bể. Đầu tuần, công việc khá vất vả, dịch mã báo hiệu, bản mệnh phải di chuyển khá nhiều, do yêu cầu công việc cần thiết, bận rộn và căng thẳng. Nếu không có kế hoạch làm việc rõ ràng, thì người tuổi Nhâm Tuất rất có thể sẽ mắc phải sai lầm, cố gắng giữ vững phong độ vốn có. Cuối tuần là thời điểm tốt để những mục tiêu đã đề ra của con giáp này trở thành hiện thực. Chính ấn cát thần luôn tương trợ, hãy tự tin vào năng lực của mình. Trong tuần, vận trình tài lộc khá tốt, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, thực thần đảm bảo cho tài lộc dồi dào, chuyện buôn bán thuận lợi, phát tài phát lộc. Tuy nhiên, đừng quá vui mừng mà bỏ quên cảnh giác, bạn cần phải tỉnh táo trong những quyết định sắp tới, chớ tin người quá đáng, cả nể không dám từ chối, mà cuối cùng bản thân phải chịu thiệt. Đại hao là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này, có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày. Hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh cháy túi. Phương diện tình cảm vẫn khá trầm lắng, nếu vợ chồng bạn có khúc mắc gì thì nên lập tức giải quyết, chớ nên cố tình lờ đi, khiến rạn nứt đôi bên ngày một rộng thêm. Còn nếu cả hai cùng tích cực phải chủ động thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Dần, Mão, tiểu nhân, Tị, Thìn. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số phát tài, 16-17, 22. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Nhâm Tuất, con giáp này trong tuần có Bách Việt trợ vận đảo hoa, có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ và làm quen, biết thêm nhiều người khác phái. Có điều, vận trình tình duyên trong tuần vẫn chưa thực sự khởi sắc, nên tình duyên chỉ chớm nở, chứ chưa thực sự vượng phát, đủ để bản mệnh có chút duyên ngầm, chứ vẫn chịu cảnh cô đơn. Đào hoa từ Bách Việt cát tinh có thể gây ra những rắc rối không đâu với người đã có gia đình, khi mà có nhiều người khác phái quan tâm đến bản mệnh. Nếu không biết cách vạch rõ các mối quan hệ thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, sự nghi ngờ và hiểu lầm,
có thể khiến cho bạn mình phải chịu nhiều đau khổ. Tài lộc trong tuần khá ổn, khi được thực thần chỉ lối dẫn đường, bản mệnh nắm bắt cơ hội kiếm tiền trong tay, phát huy năng lực cá nhân, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đáp ứng được những chỉ tiêu cần thiết. Bản mệnh có thể sẽ có thêm những ý tưởng về mở rộng quy mô kinh doanh, song cần chú ý, không nên háo thắng mà làm những việc không phù hợp với mình. Vận trình công việc trong tuần không mấy tốt lành, khi cả thương quan và thiên quan đều đang đeo bám, kẻ xấu có thể sẽ lợi dụng những sai lầm mà bạn mắc phải trong thời gian vừa qua để tranh đoạt lợi danh với bạn. Tỉnh táo nhận biết những thời điểm quan trọng và xốc lại tinh thần, bản mệnh mới có thể thoát được kiếp nạn này. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, thân, ngọ, tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn nâu, đỏ. Con số phát tài 894206. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất tuần này cát lành phúc khí tới âm ầm, xua tan những bóng mây đen tối mang theo xui xẻo trước đó, chuyện tình cảm khởi sắc rực rỡ. Người độc thân thể hiện sức quyến rũ của mình với người khác phái một cách ngoạn mục, có lẽ những người xung quanh cũng phải bất ngờ vì sức hấp dẫn tiềm ẩn phía sau con người bạn. Người đã có đôi thấy tình cảm thêm phần thăng hoa, bản mệnh hạnh phúc với những gì mình đang có, hài lòng với mối quan hệ hiện tại, những cuộc du xuân càng khiến cho tình cảm đôi bên thêm thắm thiết, sự thăng cấp trong mối quan hệ là chuyện sớm muộn, rồi cũng sẽ xảy ra. Tài lộc đổ về ào ào như nước, người tuổi Nhâm Tuất có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, người làm kinh doanh phát tài phát lộc, thực thần mang tới cho bản mệnh những cơ hội làm ăn hiếm có. Đối tác kinh doanh hợp ý, đôi bên cùng hợp tác có lợi, tìm được ý kiến đồng nhất trong quan hệ làm ăn, cùng nhau cố gắng phát triển, mang về lợi nhuận ngày càng tăng cao. Theo dõi tử vi phương Đông, thiên đức giúp cho người tuổi Nhâm Tuất tránh được những cạm bẫy do kẻ xấu bày ra. Thiên quan vẫn đang rình rập, nhưng cát tinh này đã hóa giải được những hung vận có thể xảy tới. Bản mệnh cần phải tập trung vào công việc của mình, chớ nên lo những chuyện bao đồng mà tự kéo thêm phiền phức. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, hợi, tỵ, tiểu nhân, dậu, dần. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số phát tài 69-53-17. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Nhâm Tuất khá tốt, cát khí lan tràn, bản mệnh nhờ thế mà cũng gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn hơn. Đường tình duyên có quý nhân phù trợ, đào hoa rực rỡ, mệnh chủ được hưởng nhiều hạnh phúc ngọt ngào. Người còn độc thân nên nắm bắt cơ hội này để tìm người ưng ý, trung tâm hiệp sức xây dựng gia đình. Các cặp đôi tình cảm thăng hoa, đây cũng là dịp tốt để bản mệnh tiến tới thăng cấp cho mối quan hệ của mình. Nhân duyên vượng, bản mệnh sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của người thân và bạn bè trong quyết định tình cảm này. Nếu bạn cảm thấy tình cảm đủ chín muồi, thì chớ nên ngần ngừ chờ đợi mà để lỡ nhân duyên tốt. Vận trình tài lộc cũng cực kỳ thịnh vượng, trong tuần toàn là cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Người tuổi Nhâm Tuất, dù làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng lộc lá đầy nhà, tiền bạc đầy tay, mua sắm chi tiêu thoải mái. Thời gian hè này, bản mệnh có thể cùng với gia đình, người thân hay bạn bè đi du lịch, nghỉ dưỡng để thư giãn tinh thần. Có điều, trong tháng có bạch hổ hung tinh đe dọa, nếu đi xa, bản mệnh nên thận trọng ít nhiều. Đặc biệt, với những người thường xuyên phải đi lại nhiều, do nhu cầu công việc càng phải thận trọng hơn. Vận trình sự nghiệp thời gian này cũng có thể xảy ra biến động do thiên quan án ngữ, nên đề phòng kẻ xấu hãm hại. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, dậu, mùi. Tiểu nhân, thìn, sửu. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài 18-45-53. Và để có được thành công thì người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 phải vượt lên chính mình. Ai chiến thắng mà chưa hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Đó là những câu thơ cổ vũ và động viên chúng ta sau mỗi lần thất bại. Thế nhưng cuộc sống đâu phải chỉ là chúng ta chiến thắng kẻ khác mới trở nên dễ dàng đâu. Chiến thắng thực sự hiển hách nhất phải là khi chúng ta vượt qua chính mình, đẩy lùi những mặc cảm tự ti, ta mới thật sự chiến thắng. Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Chiến thắng là khắc phục những khó khăn, vượt qua những thử thách để rồi sau đó ta được hưởng thành quả của sự vinh quang. Chiến thắng bản thân là khi ta vượt qua những rào cản và giới hạn của chính bản thân mình, đạp đổ những thử thách trong chính tâm hồn để bản thân mình thật sự chiến thắng. Xét đến cùng,
chiến thắng bản thân mới chính là hào quang chói lọi nhất, bởi lẽ trong cuộc đời, kẻ thù lớn nhất lại là chính mình. Ta có thể vượt qua hàng ngàn đối thủ khác nếu như biết đánh vào điểm yếu của họ, nhưng suốt đời ta cũng không thể nào thấu hiểu được chính bản thân mình. Đôi khi chính vì sự thật nghiệt ngã đó mà nhiều người đã đầu hàng chính mình, gục ngã trước những rào cản mà chính ta đặt ra. Cho nên, nỗi sợ của bản thân luôn là điều khó khăn nhất và chiến thắng được nó cũng là chiến thắng vinh quang nhất. Cuộc sống là đấu tranh để giành được thắng lợi. Xã hội luôn luôn biến đổi. Những gian truân thử thách được dựng lên cũng ngày một xoay chuyển đòi hỏi ta phải thật sự bản lĩnh để dũng cảm chiến đấu lại với chúng. Bản năng tồn tại không cho phép chúng ta dừng việc đấu tranh lại và thực tế rằng hàng ngày ta vẫn phải đương đầu với hàng loạt những rắc rối của chính mình. Mỗi sáng thức dậy, bạn phải đấu tranh giữa việc dậy đi học sớm và việc ngủ thêm giờ. Đó cũng là một cuộc đấu tranh giữa sự lười biếng của bản thân và việc chấp hành kỷ luật. Nếu chiến thắng được nó, bạn sẽ chiến thắng được nỗi sợ của chính mình đầu tiên trong ngày. Đấu tranh với bản thân luôn là cuộc chiến khó khăn nhất. Nhiều khi ta còn chẳng hiểu nổi mình muốn gì, làm gì và đang suy nghĩ cái gì. Thế giới tâm hồn ta phức tạp và bởi thế việc giải quyết những rắc rối của chính mình cũng chẳng đơn giản một chút nào. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc đứng bên hai ranh giới để phán quyết mình nên đi bên nào cho đúng. Bởi thế, cuộc chiến với bản thân lúc nào cũng tiềm ẩn những khó khăn, vất vả vô cùng. Cũng chính vì sự phức tạp đó mà chiến thắng được bản thân lại chính là chiến công hiển hách nhất. Làm được điều ấy tức là bản lĩnh của con người đã thật sự trở thành nền tảng đương đầu với mọi khó khăn. Con người phải đấu tranh để hoàn thiện nhân cách và bảo vệ danh dự của mình dù việc ấy đôi khi phải đánh đổi bằng sự mất mát và không ít công lao. Socrates, nhà hùng biện nổi tiếng ngày trẻ bị mắc chứng nói lắp. Ông đã ra biển ngậm sỏi và tập nói át tiếng sóng biển để rồi sau này những lý luận của ông sắc bén và trôi chảy không ai có thể sánh bằng. Có phải đó chính là chiến thắng vinh quang nhất mà Socrates đã giành được trong cuộc đời mình hay không? Nỗi sợ hãi của chính bản thân khiến cho nhiều người không dám vượt qua rào cản mà cuối cùng đành chịu đựng nó. Tuy nhiên, bản thân chúng ta luôn có phần bản lĩnh và chính điều đó sẽ giúp ta đứng vững để đấu tranh trước những thử thách chông gai. Câu nói chứa đựng bài học sâu sắc về sự tự đấu tranh, khuyên con người ta không được sống buông thả, nuông chiều chính mình mà cần đứng lên dẹp bỏ hết rào cản để vững tin trên con đường đi phía trước. Bạn có sẵn sàng vượt qua nỗi sợ độ cao để lên sân thượng ngắm những vì sao? Bạn có dám vượt qua nỗi sợ môn toán để giành được điểm cao nhất lớp? Những nỗi sợ của chính mình sẽ biến mất nếu bạn thật sự quyết tâm đạp đổ nó. Là con người, đừng để khó khăn làm chùn bước bạn, mà hãy vượt qua nó và chiến thắng. Đó là niềm vui sướng, hạnh phúc nhất, vinh quang nhất, xứng đáng dành cho bạn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Cho người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.